Nhằm hưởng ứng ngày tôn vinh tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 8 tháng 9 hàng năm, đêm gala tôn vinh tiếng Việt năm 2023 với chủ đề Tiếng mẹ thân thương đã diễn ra vào tối ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV4 và VTV2. Chương trình do Ban truyền hình đối ngoại VTV4, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Điểm nhấn của chương trình năm nay là các tiết mục kịch hình thể được dàn dựng công phu dựa trên câu chuyện có thật về hành trình tìm về với cội nguồn và tiếng Việt của một cô gái gốc Việt được nuôi dưỡng ở nước ngoài. Bên cạnh đó, gala Tiếng mẹ thân thương cũng đem tới cho khán giả những tiết mục âm nhạc ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước, cùng các phóng sự truyền cảm hứng về nỗ lực gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở nước ngoài được thực hiện tại nhiều quốc gia như Australia, Sri Lanka, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, 5 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023 đã được vinh danh vì những đóng góp tích cực của họ trong các hoạt động lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt ra thế giới.